Qua chỉ cân bình quân lên được 3,5 lạng một con rồi. Bây giờ nhưng mà thấy nó nhanh nhẹn, ăn uống tốt không chị? Chị đang hỏi là nếu mà nuôi 1 tháng mà thành công được mấy cái con này thì lại ấy lại Đúng rồi, chị mua lần tiếp. này chị rất là thông minh ở chỗ là những con nào mà nó thành một nhóm, chị để ra một nhóm thì cho ăn chế độ đặc biệt hơn một chút nhỉ. Đấy, Để xong chị bắt vừa đầu nó cho theo Vinh. theo theo này, mà hai nữa là mình nên tách như thế là nó dễ chăm Nó đấy, không bị giống với nhau. nó không bị át nhau như con tàu to, là nó át nhiều khi là nó Đấy. mật, cái mật độ nó cũng quan trọng. Nhưng mà như thời điểm mà hôm nay là cũng được 1 tuần rồi nhỉ, Được 1 tuần, hơn tuần tuần rồi thì đấy, nó 8 ngày chỉ à. cho ăn hàng ngày như nào, chỉ cho rau Chị như nào? cứ cho nó ăn hết thì nó ăn hết thì lại cho nó ăn. À đấy, nghĩa là mình thái rau rau muống nha, xong mình cho ăn Rau muống, rau bắp cải, rau bắp cải, rau cải thái giả. thái riêng không không trộn với cám đúng không? Chị cho riêng, chị Nhưng mà chị đổ cảm riêng thấy là ra. nó thích ăn rau đúng không? Nó thích ăn rau không? Tại vì ăn Nhưng rau hôm là trước nó có tạo chất xơ, mà nó lại con ừ đà điểu nó không không mập quá, nên ăn cám nhiều nó mập ừ quá là trông nó bụ ừ quá, ăn rau là nó vận động tốt hơn. 1 tháng mà nó không bị xảy ra cái gì Thì thì cứ đấy. thế thôi, nếu mà chị cứ cẩn thận cái giai đoạn này, tại vì nó đã thích nghi được 1 tuần rồi, cứ thế thôi, thì mình cứ để ý xem con nào nó không theo nhịp được thì mình lại bón riêng, chăm riêng, rồi rồi ăn uống thì mình cứ chịu khó vệ sinh tốt, nhiệt độ giữ tốt, là cứ thế mà ấy thôi. Bây giờ nó đang ấm áp lên rồi, mà cái lứa này của chị là lứa đầu, là sau này là cái vấn đề về thị trường là rất là thuận lợi. Vâng. Thì ông bảo là nếu mà kẻ 1 tháng, là nếu sau 1 tháng này mà thì chỉ bắt thêm 20 con, Vâng, 21 con đấy, tính có đỏ khi là phải nuôi hai lẻ nó mới con số 21 là con số đẹp đấy chị ạ. đấy. Chính là Vâng phải mua mua vâng 21 con để cho nó lẻ. vâng thế thì em cũng thấy chị phấn khởi, thế em mừng quá em gọi điện hỏi Đấy. thăm thế. Vâng. Chị cảm ơn nhé.
Thank you.